UBND tỉnh Hải Dương vừa đưa ra quyết định số 370 về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong đó, thiết lập cách ly y tế 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 đối với toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tính đến sáng nay, ngày 2 tháng 2, địa bàn thành phố Chí Linh có 14 xã có bệnh nhân mắc COVID-19. Đây cũng là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại tỉnh Hải Dương. Hiện thành phố Chí Linh có gần 3.800 ca F1, hơn 6.800 ca F2 liên quan đến các ca mắc COVID-19.